Hôm nay mình hướng dẫn mọi người hai mẫu tay. Mẫu đầu tiên là cái mẫu như thế này. Mọi người chuẩn bị cho mình một cái tay áo ôm dài căn bản. Sau đó thì mọi người thao tác như mình thôi. Đoạn nào cần nói mình sẽ nói. Đấy, người ta Covid người ta tranh thủ lấy chồng đẻ con, còn mình Covid thì tranh thủ để quay clip cho mọi người. Sau này nhỡ mà mình lấy được chồng á, thì mọi người phải tụ họp lại tạo cho mình một cái váy cưới thật là đẹp nha mọi người. Một người ủi vải này, một người cắt vải này, một người may corset này, một người may tùng váy này, một người thêu này, một người đính kết này, một người tỉa ren này. Thế chúng ta mới tạo thành một cái váy thật là đẹp cho admin được đúng không? Đấy, ad dành cả thanh xuân để mà yêu thương mọi người. Nên sau này mà ad cưới phải làm cho ad cái váy khoảng 20 cân vào. Hôm nay nói chuyện với lại mấy người quen cũ cũ, trời ơi, nó không đẻ một con, nó cũng đẻ đứa thứ hai luôn rồi. Đứa thì tranh thủ đi lấy chồng, thật sự luôn. Còn ad thì ế bền vững thế này đây. Nên nhớ nha, mọi người mà nhớ ad lấy được và những ai yêu quý mình là phải tụ họp lại với nhau, làm cho ad cái váy cưới khoảng 20-30 cân vào, cho nó hoành tráng vào. Cứ khoảng chục người tụ họp lại là có một cái váy ngon lành cành đào rồi. Đây, đoạn này thì mọi người sẽ mở nó ra, thì tùy mọi người muốn mở cong tầm này hoặc là muốn cong hơn cũng đều được. Từ đoạn này mọi người kẻ ra, mọi người nhớ đo xem mọi người kẻ bao nhiêu, thì nhớ lấy cái con số này để tí nữa vẽ cái thân trước cũng phải là nó ra như vậy. Chỗ này mọi người đánh như mình thôi. Chúng ta xử lý cái phía thân trước cũng tương tự. Cái độ mở thì bằng nhau được thì là tốt, còn không bằng nhau được thì cũng chẳng sao đâu. Miễn là cái mà chúng ta nối, bởi vì tí chúng ta chỉnh sửa một lần nữa. Cái đoạn mà nối dài ra ở cái phía trên kia kìa, nó phải bằng cái phần thân sau nha mọi người. Sau khi mà cắt xong ấy, thì chúng ta sẽ đặt nó như thế này. Đây, mọi người sẽ đặt cho mình một cái đường vuông góc với cái đường này. Đây, đặt nó vuông góc ở đây. Và cái chỗ này sẽ là vị trí đường gập đôi, để chúng ta gập đôi nó vào để chúng ta đặt lên vải cắt. Đây, mọi người mở cho mình một góc này. Đấy là chúng ta lấy cái đường này chính là đường canh sợi dọc, và chúng ta sẽ đặt nó trùng vào cái nếp gấp đôi của chúng ta như thế này. Và các bạn sẽ cắt theo cái phần rìa phía to nhất, cả trong lẫn ngoài. Rồi đến khi mà chúng ta cắt xong thì cái phần nhỏ hơn kia thì các bạn tỉa lại thôi. Được chưa mọi người? Đây, cắt theo cái rìa to nhất. Và một lúc nữa thì mọi người tháo ra, mọi người tỉa nó lại như thế. Vậy là chúng ta đã xong cái tay rồi. Cái phần này là may vào này, giáp với lại vòng nách như bình thường. Còn tí nữa mình sẽ đắp lên con canh để cho mọi người xem. Bây giờ mình nói sơ qua một chút về một cái mẫu này. Cái mẫu này thì thao tác tương tự, nhưng ở cái đoạn này, cái tay lửng, thì ở cái đoạn này này, mọi người thay vì đánh như thế này, mọi người sẽ đánh nó tận xuống phía bên dưới. Và cái mảnh chữ nhật kia chúng ta sẽ may rời nó ra. Cái này là cắt rời này. Và cái đoạn này này mọi người chỉ để một xíu thôi, đánh nó xíu khoảng 1-2cm để mọi người ráp nó lại thôi. Vậy là xong cái mẫu tay vàng này nha. Các bước thao tác y hệt, và mọi người sẽ đạt được cái hiệu ứng như mong muốn. Bây giờ mình đắp lên con canh nó sẽ như thế này nha. Đây, đây là phần giấy thì nó cứ vảnh ra, còn khi mọi người làm trên vải thì nó sẽ có độ rủ xuống. Phần này là cài cúc này.
Cái mẫu tay thứ hai là cái mẫu tay phồng mà nó xếp nếp kiểu này. Thì đầu tiên mọi người chuẩn bị cho mình một cái tay dài hoặc ngắn căn bản. Cái tay này làm lửng cũng được mà làm dài cũng được. Các bước còn lại thì mọi người thao tác như mình thôi, vì cái tay này cũng không có gì để nói cả. Từ cái phần đỉnh vai mọi người xuống ở đây tầm 15-20cm cũng được, 10cm cũng được. Nó là cái vị trí mà mọi người tạo cái nếp xếp ấy. Nó có một cái góc vuông ấy. Thì là tùy mọi người, là mọi người hình dung xem nó vị trí như thế nào. Mọi người muốn nó ở cao hay ở thấp. Ví dụ như cái mẫu này thì người ta làm chỉ khoảng 10-15cm thôi. Còn mọi người thích để 20cm như mình cũng được. Thì cái phần vòng cong thì nó sẽ hơi xuống sâu một chút. Ở đây mọi người sẽ mở đều ra cho mình khoảng tầm 5cm. Sau khi mà cắt xong như thế này thì mọi người đặt lên trên vải, mọi người nhớ chừa đường may. Chừa đường may là khoảng 0,5 hoặc 1cm cũng được. Sau đấy là mọi người xếp các nếp như thế này. Mọi người muốn xếp cùng một chiều hay xếp một cái ra một cái vào cũng được, tùy mọi người. Miễn là mở ra bao nhiêu thì xếp lại đúng bấy nhiêu cho mình. Đây là mình đắp lên con canh nó sẽ như thế này. Bây giờ mình bóc bớt những cái phía bên ngoài để cho mọi người nhìn nó không bị rối mắt nha. Đây, đây là kết quả áo cuối cùng.